Đàn ông đúng không? Quan hệ thế nào? Chẳng thế nào cả. Em không tin. Chị đâu bắt em phải tin. Chị thật là chuyện gì cũng giấu em thôi. Chị thấy mệt quá. Chưa khỏi hẳn mà, chị cứ nằm nghỉ một lát đã. Nhưng còn cuộc hẹn nửa tiếng nữa, người ta đang chờ. Mặc kệ người ta, đang ốm thế này làm sao mà đi được chứ. Chị phải đi, phải đưa một lá thư. Thư gì để em đưa cho? Liệu có được không? Có gì đâu. Chị đưa địa chỉ đây em sẽ chuyển tận tay. Thôi đành vậy. Nhờ em trao tận tay anh ta lá thư này. Rồi tự anh ta sẽ hiểu thôi. Anh ta tên là Thổ.